ăn chỉ ăn ngon thôi, không ngon là không ăn. Nên cũng không không nghĩ đây là một cái homestay xinh như vậy. Thịt bò gì? Đố biết đấy. Đố biết đấy. Tăng 2. Ủa, tại sao có sầu riêng nữa? Ông Đức ông đang làm cái gì ở đầu kia đấy kìa. Hello, xin chào các bạn. Các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Ninh đang ngồi ở một nơi mà thời tiết thực sự rất là thích. Và đã 2 năm rồi mình mới trở lại đây, đó chính là Đà Lạt. Đấy, thực ra thì các bạn ở trong Sài Gòn, miền Nam, các bạn đi Đà Lạt sẽ dễ hơn. Tại vì rằng là nếu mà ở miền Bắc thì mọi người sẽ đi Tam Đảo hoặc đi Sapa. Đó, tuy nhiên thì năm nào mình cũng mong muốn được đến Đà Lạt một lần. Tại vì thời tiết ở đây nó quá là thích. Rồi thì rừng thông, rồi thì đồ ăn, đặc biệt là đồ ăn đây rất là ngon. Tuy nhiên thì cái chuyến đi của chúng mình không bắt đầu từ ngày hôm nay, mà nó đã bắt đầu từ ngày hôm qua cơ. Đó, mình có một chuyến đi công tác trong Sài Gòn một ngày. Và sau đó thì ngày hôm sau, 7 giờ sáng mình có đặt xe giường nằm để có thể đi lên Đà Lạt. Và xe giường nằm này thì nó gọi là buồng nằm, là xe của hãng Thành Bưởi, với cái giá khoảng đâu đó hơn 400.000. Nên sẽ bán cái giá ở trên màn hình cho các bạn. Thì các bạn có thể thấy là trong cái xe này có rất là nhiều các cái tiện nghi ở trong một cái buồng của khách. Và thực sự là nằm ở đây rất là thoải mái luôn ý. Đây, các bạn có thể thấy là phía bên này thì sẽ có một cái màn hình TV này. Còn sang bên này thì sẽ là rất là nhiều những cái cổng để các bạn có thể cắm USB. Ba cái nút này thì trong đó hai cái nút là sẽ bật đèn, và một cái nút là các bạn có thể bật TV. Nhưng tuy nhiên thì cái TV này nó không điều khiển được. Mình không biết cơ chế hoạt động của nó ra sao vì nó chẳng có màn hình cảm ứng. Đó, ngoài ra thì các bạn cũng có thể thấy rằng là ở trên trần này sẽ có một cái gương để các bạn có thể nhìn ngắm. Buổi tối nó sẽ bật đèn ở đó, cũng khá là xinh đấy. Đấy, nói chung một cái buồng này mình cảm thấy ok. Và cái giá của nó cũng khá là hợp lý. Sẽ có giường hình như là hơn 500 hay sao ấy, cũng được, cũng rộng. Nhưng mà mình cảm thấy thế này là ok rồi. Và di chuyển từ cái bến xe Thành Bưởi ở dưới Sài Gòn lên trên Đà Lạt, tổng là thời gian đến mình khoảng 3 giờ hơn là mình có mặt tại Đà Lạt rồi. Thì đâu đó nếu mà đi ban ngày các bạn sẽ mất khoảng 9 tiếng. Còn nếu mà đi buổi tối thì nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ rơi vào tầm khoảng 6 đến 7 tiếng. Đó, thì các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc cái thời gian của mình. Mình chỉ cần một chuyến đi ban ngày để mình có thể ngủ bù lại đêm qua. Đó, nếu mà bạn nào không biết đêm qua mình làm gì thì có thể xem lại trong clip 24 giờ ở Sài Gòn nhé. Còn sau khi lên Đà Lạt xong thì mình cũng đến check in tại một cái homestay rất là xinh. Nên không nghĩ đây là một cái homestay xinh như vậy. Đó chính là homestay trước đây nó có tên là Làng Homestay. Còn bây giờ thì nó đổi tên thành Đà Lạt Homestay theo thông tin mà mình mới nhận được. Nhưng mà các bạn cứ search đi là biệt thự Bạch Tuyết, xong các bạn đi xuống dưới dốc, nó sẽ là cái là homestay. Đó, thì các bạn đến đây, giá cả nó cũng khá là rẻ nên sẽ bán trên màn hình cho các bạn biết. Không gian đây nó xinh dã man, nó như kiểu một quán cà phê ấy. Xinh lắm, đẹp. Xong các bạn có thể có rất là nhiều những bức ảnh sống ảo tại đây. Và sau khi check in tại homestay này xong thì chúng mình bắt đầu hành trình đi ăn tối. Và hành trình đi ăn tối như thế nào, hãy cùng theo chân chúng mình nhé. Em đã đi hết 1/3 cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi, do em khó hay cuộc đời khó anh ơi. Muốn kể cho anh nghe bao nhiêu là điều, mà không biết anh sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là em lỡ yêu anh rất nhiều. Hello, hiện tại thì chúng mình đang có mặt tại 28B Trần Hưng Đạo, và đây là quán ăn đầu tiên của chúng mình. Chuyến này phải xác định với các bạn một điều rằng là Ninh sẽ không tìm hiểu trước, mà Ninh sẽ có một anh trưởng đoàn là anh Thái, anh sẽ dẫn chúng mình đi ăn những quán anh ấy đã ăn mà nó ngon. Đó, hy vọng nhạc này không bị bản quyền. Thì đây là một cái quán nướng. Bình thường thì chúng ta sẽ ăn nướng ngói. Hình như đợt trước Ninh có đi quay ở Đà Lạt là Ninh đi ăn anh em nhà nào đó ở dưới một con dốc rất là kinh, rất là xuống dốc luôn ạ. Nhưng mà ngày hôm nay thì Ninh sẽ đi một quán mới. Quán này tên là quán nướng Mậu Dịch nha mọi người. Thì hy vọng là nó sẽ là một bữa thật ngon để mình có thể giới thiệu cho các bạn một địa điểm ăn ngon nữa ở Đà Lạt. Đó, còn bây giờ thì hãy cùng đợi xem là đồ ăn ngày hôm nay sẽ như thế nào. Quán này thì nó hơi thôi, nó hơi có phong cách Mậu Dịch. Họ treo một số đồ kiểu hơi giống thôi, chứ thực ra nó cũng không giống lắm Mậu Dịch đâu. Đây là menu của quán nha. Thực đơn Mậu Dịch. Ở đây thì họ sẽ làm một cái vải bao bố. Đó, phải kiểu bao tải á.
Và thực sự là lúc nãy Ninh nhìn qua cái menu này Ninh thấy kiểu giá rẻ dã man luôn nhá. Toàn 95-100 các thứ một đĩa thôi. Nói chung là không có món nào trừ cái combo siêu lớn này thì nó có giá 500 ngàn. Còn lại thì nó rất là rẻ. Nói chung Ninh thấy ở đây giá ok lắm ý. Nè, rất là rẻ luôn. Hôm nay thì Ninh sẽ dự đoán rằng là một người sẽ hết khoảng tầm 200, 300 một người á. Tận 300 rồi, tại vì mình uống rượu đúng không ạ? Xanh ít nói thế nào mọi người ơi. Xin giới thiệu với mọi người, đây là anh Thái, người sẽ dẫn mình đi ăn chuyến này. Hai mọi người. Anh Thái thì theo như được giới thiệu là một người rất là sành ăn. Ăn chỉ ăn ngon thôi, không ngon là không ăn. Đó, nên là lúc nãy trước khi vào đây chúng mình còn đã khám phá ra được một cái quán ăn bánh su kem cũng được. Dạ, cũng được. Được thôi, được thôi. Ăn vui vui. Bây giờ thì mình còn đang đợi Long Billy với cả bạn của bạn ấy đến nữa. May nhá, lúc này là trời không mưa. Bắt đầu ra rồi này, chúng mình đợi nó phải tầm 20 phút á. Đây là đậu bắp nè, đây là thịt heo nè, đây là sườn nè. Đó. Đây là ba chỉ mậu dịch, à đâu, cái gì, thịt bò gì? Đố biết đấy, đố biết đấy. Đây là thịt bò tẩm gia vị nha, ngũ vị nha. Còn đây là thịt bò trứng muối nha. Ấy, mọi người thấy không? Đây, người ta đã bưng ra một cái bếp rồi. Cái bếp này thì người ta đã làm nóng than từ trước rồi nè. Đó. Xong rồi chúng ta sẽ nướng đá nhá. Ơ, cái này thì nó chảy xuống đâu? Không có chảy. Nó không như ngói hả? Nó sẽ chảy xuống bàn luôn. Trời. Đó, người ta đang nướng ở nướng cái than ở xíu đầu kia kìa. Đó, mọi người thấy không? Và đây là đồ ăn của chúng mình. Chuyến này chúng mình chỉ quay qua loa thôi nhá. Nướng ở trên đá hay là nướng ở trên ngói thì các bạn đều có thể kiểm soát được cái độ chín của thịt, nó dễ hơn là nướng trên than. Và đặc biệt là thịt nó vừa đủ chín tới, than nó không bị ám khói mù mịt ở trong quán nên là ngồi rất là thích. Nước ướp thịt thì đậm đà, nhưng mà ở đây thì sẽ không bị át cái hương vị của thịt đâu, nên các bạn sẽ vẫn thấy cái độ tươi của thịt. Nước chấm lạ miệng vô cùng, và lại còn có rất là nhiều các loại nước chấm khác nhau. Ở đây Ninh thích nhất là món thịt bò chấm sốt trứng muối, siêu ngon luôn. Đấy đấy, các bạn phải sắm ngay cho mình một người bạn nướng thịt ở đẳng cấp thượng thừa đi. Vì ngoài độ tươi của thịt ra thì phần nướng cũng đóng vai trò rất quan trọng. Nếu không các bạn sẽ được ăn những cái miếng thịt đen xì luôn đấy. Giá cả ở đây thì vô cùng hợp lý. Bọn mình ăn 6 người hết chỉ có khoảng 250.000 một người. Trong đó là đã uống rất là nhiều bia, rồi rượu, rồi nước các thứ rồi đấy nhá. Có một lưu ý một chút là ở đây thì các bạn nên gọi đồ sớm. Nếu không thì quán rất là đông, các bạn phải đợi rất lâu mới có đồ. Ngoài ra thì mực ở đây không hề tươi một tí nào cả, nên các bạn đừng gọi nhá. Trong thời tiết lạnh lẽo của Đà Lạt lúc về đêm, còn điều gì tuyệt vời bằng việc tìm một quán ăn thật ấm áp, thưởng thức món barbecue ngon bên bếp hồng và những ly rượu thật ấm áp. Các bạn đừng quên ghé qua quán barbecue Mậu Dịch khi lên Đà Lạt nhé. Tăng 2. Ủa, tại sao có sầu riêng nữa? Lô, hiện tại thì chúng mình đang có mặt tại Camber Thanh Thảo. Thật ra thì ở trên đây có 3 quán mà các bạn đã xem trong cái series Đà Lạt của Ninh rồi. Nhưng mà chắc chắn các bạn sẽ thấy rằng là Ninh thích cái Camber Thanh Thảo nhất. Nên là ngày hôm nay mình quay lại. Lúc nãy buồn cười chứ, đi Grab xong rồi có cái bạn lái xe bạn bảo là ui có mở đâu, thế là phải dối lên tìm quán khác. Nhưng may quá nó vẫn mở. Và đây là một ly Camber Thanh Thảo này. 6 ly 150 thì là 15.000 một ly. Đúng không ta? Đó. Ở trong đây sẽ có một cục kem dừa như thế này, và dưới là bơ xay nha. Mình sẽ trộn nó lên. Này mọi người ơi, wow. Ui, nó đã man nha. Nó ngọt, nó không hề bị chát, nó không bị xít xít bơ á. Đó. Ngon nha. Nhưng mà chắc phải ăn vài ly mất. Mọi người lấy nhiều nha.
Anh 5 ly nha. 5 ly á? Rồi anh định lên mấy ký? 5 ly. Đông lắm, quán đông lắm ạ. Thật ra là bây giờ mình mới biết là Thanh Thảo có ở trên nha. Để trước mình toàn mua đứng ở ngoài à. Ngon đó, bơ rất là sánh, mịn dưới này. Xin mời, xin mời, xin mời. Địa chỉ ở 76 hay 75 Nguyễn Văn Trỗi ạ. Bán ở đây các bạn nhớ theo dõi nhé. Bây giờ thì mình sẽ ăn đã. Và lát nữa chúng ta sẽ đi tìm một quán khác bù lại được sự lạnh lẽo của Linh Kem. Trời ơi, các bạn đừng quên gọi kem bơ sầu riêng nhá. Bởi vì thêm sầu riêng và nó thơm mà nó ngon, nó ngậy dã man luôn. Sau khi ăn kem bơ xong, chúng mình có đi dạo chơi ở chợ đêm Đà Lạt. Bọn mình đi thứ 7 là nó đông dã man luôn. Ui, này các bạn nhìn thấy không? Ở hết khoai nướng nha, xong đây là dâu lắc này. Nhưng mà nhìn thế thôi, Ninh biết ngay là dâu này nó chua dã man các bạn ạ. Thế là đã kết thúc đêm đầu tiên của Ninh ở Đà Lạt rồi. Thật thú vị và thật ấm bụng. Chúng mình hãy cùng quay trở lại buổi sáng ngày hôm sau nhé. Quay trở lại với buổi sáng ngày hôm nay thì hiện tại mình sẽ đi review cho các bạn về cái khu mà chúng mình đang ở. Đó, khu này thì rất là xinh. Ngay khi mới vào thì các bạn sẽ nhìn thấy bên phải này, nó là một cái là gọi là barbecue á. Buổi tối ở đây lên đèn xinh lắm. Đó, ban ngày thì sẽ bán bánh mì chảo nè. Đó, còn đi vào trong này thì sẽ là khu mà chúng mình ở. Ở đây thì hay có những cái câu mà khi mà đi đường các bạn sẽ thấy đó, chứ kiểu ngày ta hẹn nhau này, rất là xinh cái khu này. Đứng chụp ảnh check in cũng xinh này. Thật ra ở phía ngoài kia là một quán cà phê luôn á. Đấy, còn đây là khu mà chúng mình ở này, xinh không? Khi vào các bạn sẽ thấy một cái quầy lễ tân và bar ở bên này. Bên này sẽ là ở khu ghế ngồi nè. Nó ngồi ủi thời tiết thích dã man luôn nhá. Đấy, nhà của chúng mình thì sẽ ở phía bên này. Còn đây sẽ là cái lối các bạn có thể đi xuống. Có thể cũng ngồi đây chiêu chiêu chụp ảnh được luôn nha. Và đây là cái góc mình thích nhất. Ta-da! Đấy, trời ơi, cái con đường này nó đẹp, nó xinh dã man luôn nhá. Đi vào đây thì sẽ là cái quầy bar. Và các bạn có thể, ở đây có rất nhiều sách, sách để mọi nơi để các bạn có thể ngồi đọc luôn. Đấy, bình thường cốc kia các bạn có thể xuống đây thì có thể mượn này. Đấy, không gian bên trong nó xinh thế này. Còn đi sang phía mé bên này thì cũng tiếp tục là một cái khu phòng ở. Đó, ôi dồi ôi, ông Đức ông đang làm cái gì ở đầu kia đó kìa. Đang đi dòm phòng. Ở đây có khoảng 13 phòng mọi người ạ, chia thành các cái khu khác nhau. Đó, đây là cái không gian phía bên ngoài của cái quầy lễ tân này. Xinh không? Bây giờ mình sẽ tranh thủ chụp một vài bức ảnh đã. Đến rồi nè, ở trong kia mọi người đang xếp hàng dã man luôn. Vẫn ngon, như ngày như những lần trước mình đã từng ăn. À, chú nhận ra. Dạ vâng, con chào chú. Đây là gì ạ? Đây là gì?